Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Mày đứng ra này. Mày nhìn người mẹ nó đi. Mày nhìn người mẹ nó có đẹp không? Hold up. Wait a minute. Mày nhìn kỹ xem chỗ nào người mẹ mày từ chân lên đến đầu cái chỗ nào là không bình thường. Ken bị vớ vẩn, đang đi xong mà dạy con vớ vẩn vẩn. Yên, tôi dạy con. Ngày nào con chả nhìn rồi, con nhìn kỹ rồi. Mày nhìn kỹ xem người mẹ mày thế nào. Mẹ vẫn bình thường, vẫn đẹp chưa hả? Vẫn đẹp thì tại sao mày lại tả mẹ mày thế này hả con? I don't understand this. Nhân ngày cưới của bố em, ông ngoại tặng cho bố em một cô vợ, đó là mẹ em. Mày biết thế à? Mẹ em đầu to bằng quả bưởi, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, phao câu to như cái rành, hàm răng như đồng lúa chín. Mày biết mẹ thế à? Mày biết đến bố mày đây này. Bố mày lấy mẹ mày bao nhiêu năm mà chưa bao giờ bố mày dám tả thực mẹ mày như thế nhá. Cò, mày nói cho mẹ biết có phải đúng bài văn này mày tả mẹ không? Đúng không? You son of a bitch. Nếu mày không biết được bài văn thì mày phải dở bài văn mẫu ra mà chép chứ. Hả? Cái phần mẫu tôi đã biết ngay. Với cả cô giáo con mới từ quê chuyển lên. Quê thì làm sao? Hả? Quê thì càng tinh khiết càng trong sáng chứ sao? What? Không cần sao? Bảo con chó này, lợn con chó con vịt. Nani? Tao mới đau được những mày con đấy. You stupid. Yo, hold up, hold up. What the fuck was that? Hello! Hello. Hello sunshine, hello sky. Hello wet clouds floating by. Hello cooling summer breeze. I'm whistling through the trees. Oh yeah, yeah, 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 yeah.